Thứ sư sự chấp thủ là khổ. Ví dụ như trước đây con có 10 việc, con bị chấp thủ vào đấy. Thì bây giờ khi đã hiểu được điều ấy thì con buông xuống được khoảng 4-5 việc. Còn có một số việc người con bị dính mắc nặng nề, khổ đau đủ kiểu mà con không làm sao thoát ra được. Thưa chị dạy giúp con. Mỗi một cái vấn đề nó có cách giải quyết riêng. Quý vị không thể nào quý vị đến gặp bác sĩ mà quý vị nói là bác sĩ tôi bị khó chịu trong người. Ai bệnh không khó chịu. Cái quan trọng là khó chịu như thế nào, khó chịu chỗ nào, khó chịu ra làm sao. Đấy, hoặc là quý vị không thể đến với bác sĩ mà nói bác sĩ là bác sĩ ơi tôi bị đau. Nhưng bác sĩ là co giò đạp thẳng ra khỏi cửa thôi. Ai không đau. Cái quan trọng là đau ở chỗ nào, đau ra làm sao. Đấy, có đôi khi đó chúng ta chỉ bị đau bụng, nhưng mà cái đau bụng nó cũng 5-7 kiểu đau bụng. Thành ra bác sĩ là phải hỏi cho kỹ. Đấy, rồi có khi thì mình cái não mình có vấn đề nhưng mà mình lại không có biểu hiện ở đó, mà mình chỉ biểu hiện là mình bị đau ở, ví dụ như mình bị đau ở bên này, đau ở bên kia thôi. Nhưng mà với những cái biểu hiện đó bác sĩ biết là cái đầu của con này nó có vấn đề. Chứ không thể nào mà mình cứ nói là tôi bị đau thì ai biết đau gì. Vấn đề này quý vị cũng y chang như vậy. Quý vị nói là quý vị bị dính mắt, nhưng mà dính mắt cái gì, dính mắt cái gì, mỗi cái nó có cách giải quyết riêng. Chứ còn nếu như mà nói cách giải quyết chung á thì nó chỉ đơn giản giống như là bị đau thì bác sĩ nói bị đau uống thuốc hết. Thì nó là cách giải quyết bị đau thì uống thuốc, đúng rồi, nó không sai. Uống thuốc gì, uống bao lâu, liều lượng như thế nào, kiêng cữ làm sao, không có nói. Còn khi quý vị hỏi chung chung như vậy thì sư cũng chỉ trả lời chung chung. Muốn hết dính mắc thì tu tập để buông bỏ. Còn tu như thế nào để buông, buông cái gì, bằng phương pháp nào, tu tập ra làm sao, một ngày mấy bận thì sẽ không trả lời được, bởi vì nó thiếu dữ liệu.